Trong video này, kênh Kho Tư liệu Xây dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về cái sự kết hợp giữa cái đá granite màu đen với gỗ trong cái việc ốp lát cái mặt bậc của một cái cầu thang. Thì đây là một cái cầu thang bảng ba vế trong một cái căn nhà mà có tổng cộng là ba cầu thang, tức là có bốn tầng. Người ta dùng cái gỗ cho cái mặt nằm của bậc thang, còn cái đá granite màu đen cho cái mặt đứng của cầu thang. Thì đây cũng là một sự kết hợp cũng tương đối là đặc biệt, cho nên là chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị để nếu mà quý vị có nhu cầu thì có thể tham khảo và áp dụng cho căn nhà của mình. Đây, thì người ta dùng cái đá granite màu đen, cụ thể ở đây là đá kim sa trung cho cái mặt đứng của bậc thang. Còn đây là gỗ cho cái mặt nằm. Gỗ đây là gỗ cam sa. Và cái len tường người ta cũng dùng bằng gỗ luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ quay một cầu theo cái hướng quay từ trên cao xuống để quý vị có thể tham khảo cái mặt trên. Sau đó chúng tôi sẽ quay từ dưới lên để quý vị tham khảo cái mặt đứng cũng như một số cái chi tiết bên trong. Quý vị lưu ý là cái bậc cuối cùng thì người ta ở đây thì người ta dùng bằng đá granite, còn các bậc còn lại thì người ta dùng bằng gỗ. Bên trái màn hình đó là cái lan can, cái lan can cầu thang thì người ta làm bằng lan can kiến, trụ inox có ốp mặt gỗ, tay vịn thì bằng gỗ. Đây là cái góc quay từ trên xuống thì chúng ta nhìn thấy là hoàn toàn là bằng gỗ. Còn đây là cái góc quay từ dưới lên thì chúng ta sẽ thấy cái mặt đứng là bằng đá granite màu đen. Còn bên tay trái màn hình là cái len tường cũng bằng gỗ luôn. Đây là cái bên hông của cái cầu thang. Cái mặt nằm bằng gỗ thì người ta làm nó ra khỏi cái mặt đứng khoảng 2 cm. Tại cái má cầu thang thì cái mặt nằm nó cũng lòi ra khỏi cái vê thang là khoảng 2-3 cm, còn cái mặt đứng thì bằng với cái cổ bậc, tức là bằng với cái vê thang thôi chứ không có lòi ra. Đây là cái góc quay nhìn tổng thể từ trên xuống của hai cầu. Hầu như là chúng ta chỉ nhìn thấy gỗ thôi, tay vịn gỗ, mặt bậc thang gỗ và cái len tường bằng gỗ. Còn chúng ta khi mà chúng ta nhìn từ dưới lên thì chúng ta mới thấy cái cổ bậc, tức là cái mặt đứng của bậc thang. Chúng ta tiếp tục từ cái lầu 2 đi xuống lầu 1.
cái mặt bậc thang cuối cùng á, nó cùng với cái mặt nền á, thì ở đây là người ta dùng bằng đá granite để nó cũng cơ bản là nó cùng cái gần cái giống cái chất liệu với cái gạch của cái nền nhà. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể làm cái bậc này bằng gỗ, tùy theo cái sở thích cũng như là cái quan điểm thôi. Nhưng mà người ta chọn là đá granite thì cái chất liệu của đá với cái chất liệu của gạch nền nó sẽ gần giống nhau hơn so với là cái chất liệu của gỗ và gạch, hoặc là gỗ với đá. Đây là cái góc quay từ dưới nhìn lên, chúng ta thấy rất là rõ. Hiện nay thì cái sự kết hợp giữa cái mặt đứng là bằng đá trắng, mặt nằm là đá đen, hoặc mặt đứng là đá trắng, mặt nằm là gỗ thì chúng ta thường hay gặp. Còn cái sự kết hợp giữa cái đá màu đen cho mặt đứng của bậc thang và gỗ cho mặt nằm thì nó chưa có nhiều. Cho nên chúng tôi cố tình làm video này để giới thiệu đến quý vị. Kênh Kho Tư liệu Xây dựng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay được từ thực tế liên quan đến lĩnh vực xây dựng, rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị.